Xin chào các cô chú anh chị chúng ta cùng xem buổi chiều ngày hôm nay mình gửi đi những cái gì cho mọi người nhé Đầu tiên là cái hắc kỳ tử thì có giá là 300.000 đồng một kg giúp sáng mát nó sáng mắt và mát gan thì cái này một ký nó sẽ được hai gói à, tiếp theo là cái trà giải độc gan thận này thì có giá là 120.000 đồng một gói như thế này mỗi gói được 4 lạ chúng ta về hãm nước bình thường chúng ta uống ở trong này có lạc tiên rồi cây lá gan rồi nhiều thứ khác nữa thì chúng ta hãm như hãm trà chúng ta uống thôi Tiếp theo ở đây chúng ta có rễ đinh năng khô thì cái này là 200 000 đồng 1 kg. Mỗi một gói này là 1 kg. Hàng rễ đinh năng nếp phơi khô thì đây là những cái rễ nó thuộc dạng trung bình đó. Đây là cái sâm đương quy thì nó có giá là 200 000 đồng một cân loại sấy khô như thế này. Đương quy rất rất tốt cho phụ nữ. Cây cam thảo nó tăng độ ngọt cho các cái trà mà mình uống ấy. thì cái này là 250 000 đồng một cân à 220 000 220 nghìn một cân một cân sẽ được hai gói như thế này hoặc là mình có thể đóng túi một cân một Ủa, củ ba kích khô chúng ta ngâm nửa tháng sau nó sẽ chuyển sang màu tím thì cái này có giá là 400 nghìn là một cân khô đã được tách nói phơi khô và khi mà chúng ta ngâm thì rửa sạch để ráo nước chúng ta ngâm là được đông trùng hạ thảo thì chúng ta có ở đây là loại 550 nghìn đồng một cân mỗi một gói này là 5 năm thì cái này chúng ta hãm nước uống cũng được này ngâm rượu uống được hoặc là chúng ta cho vào đồ ăn à, nấu xào nấu hoặc nấu canh đều được à, cái nụ tam thất bao tử giúp chúng ta dễ ngủ và hạ huyết áp tốt thì cái này có giá là 700.000 đồng một cân và thời điểm hiện tại nó như thế này đây là mình quay thực tế cái sản phẩm sẽ gửi đi cho mọi người nhé thì đây là cái loại 700.000 một cân mỗi một cân sẽ được hai gói như thế này giúp cực kỳ dễ ngủ luôn gia vị Tây Bắc thì gần như không thể thiếu mắc khén và hạt rồi rồi mắc khén là mỗi một gói này 5 lạng à, giá là 200.000 đồng một cân là sẽ được hai gói như thế này và cái hạt rổi cái dòng hạt rổi sẽ là 200.000 một lạng ở đây mình đang đóng cái chuối hột rừng Tây Nguyên thì mọi người có thể thấy là nó khá là đẹp 90.000 đồng một cân và ở đây nó có một cái gói là lấm linh chi rừng thì cái loại này lần này mình chọn được nấm rất là đẹp 350.000 một cân như thế này đó mỗi một gói mình sẽ đóng một cân đó thì tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có là tâm sen cũng giúp chúng ta dễ ngủ hơn và nó có giá khá là hợp lý và chỉ có 200.000 đồng một cân thôi mỗi một cân cũng được hai gói chúng ta hãm như hãm nước uống bình thường à, hạt ươi bay hạt ươi bay này mình sẽ có một cái video nói cụ thể cho mọi người cái hạt ươi bay này nó rất là hay cũng hãm nước uống đó. Uh, tiếp theo chúng ta sẽ có cao gắm cao gắm để trị cái bệnh gút của những người mà chúng ta bị bệnh gút thì 60.000 một lạng này cắt ra pha nước nóng uống chai ớt muối này thì mình bán được rất là nhiều này. ăn rất là ngon 40.000 một chai dễ cây mú tần giúp tăng cường sinh lý và giảm đau xương khớp cái này 100.000 đồng một gói một cân như thế này sông cao để chúng ta có thể ngâm cùng với mú tần được sông cao thì rưỡi một cân cũng giúp tăng cường sinh lý khá là tốt đây là cái chuối tây nguyên mình đang đóng này, đó, cái loại này, cái này còn phải sàng sảy sau đó thì sẽ chọn những quả to như thế này thì sẽ đóng vào cái túi một cân để gửi cho mọi người chứ những cái hàng những cái vụn nhỏ thì mình không thể đóng được. thì cô chú anh chị có nhu cầu về cái mặt hàng nào mà thấy ở đây hợp lý với mình thì mình có thể Uh, liên lạc với mình qua số điện thoại trên màn hình 0974010585 hoặc là 0947010585 cả hai số mình đều có zalo và facebook cả uh, rồi ok Chính kính chào các